Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái compressor giả lập theo một cái compressor thực tế Đó chính là tube compressor Và để sử dụng tube compressor các bạn cần phải chọn cái check mà bạn muốn sử dụng nó Bạn vào phần insert, sau đó bạn vào phần dynamic, bạn sẽ tìm thấy tube compressor ở đây Và như cái tên tube compressor là một dạng compressor Tuy nhiên nó sẽ sử dụng thêm một cái bóng đèn, một cái tube để nó cường độ hóa phần âm thanh Khiến cho phần âm thanh sau khi bị compressor nó trở lên gai góc và nghe hay hơn Bình thường khi chúng ta compressor âm thanh nó sẽ bị mềm, bị bì tiếng Chính vì thế để thêm một cái tube compressor thì tiếng của bạn nó sẽ có màu sắc và nó sẽ khỏe khoắn hơn và đó chính là tube compressor và tube compressor là một dạng compressor giả lập theo một cái compressor thực tế chính vì thế mà tất cả các thông số tính toán cũng như cái thuật toán ở trong cái compressor này nó hoàn toàn theo một cái compressor thực tế để chúng ta sử dụng và chúng ta hay sử dụng compressor này với gì với tất cả các nhạc cụ cũng như là phần master nó rất là hay và rất là vinh và bây giờ mình sẽ giới thiệu cái giao diện của cái compressor này và đầu tiên bạn có thể nhìn thấy ở giữa đây chính là cái công cụ vu meter vu master để xác định cái decibel cái mức độ tác động của cái compressor này là bao nhiêu bên trái là âm lượng input đầu vào và bên phải là output đầu ra cái này nó khác với cái compressor kia là cái compressor kia nó sẽ xác định cho bạn cái threshold cái ngưỡng nhưng mà cái ngưỡng ở đây chính là cái phần output tức là cái phần đầu ra của mình chính là cái threshold và khi cái input này nó vượt qua cái threshold này thì nó sẽ xuất hiện cái compressor và ở giữa đây là cái driver tức là khi compressor nó bị xuống và nó sẽ thêm một cái công cụ boost cái âm thanh nó lên khiến cho âm thanh trở lên rõ ràng và rạch sẽ hơn nó giống như cái saturation kết hợp với com vậy tuy nhiên cái saturation ở đây là một dạng driver tiếng mà thôi. Tuy nhiên khi mình driver tiếng âm thanh nó sẽ bị over tức là nó bị vỡ tiếng để làm giảm quá trình này người ta sinh ra cái công cụ character để khiến cho phần gain tiếng đẩy mạnh tiếng của mình lên cái phần khỏe tiếng của mình lên nó được mềm mại và tính toán lại trong cách nhẹ nhàng hơn và như cái compressor bên này nó sẽ có phần attack tức là thời gian để đạt đủ cái giá trị của compressor và release là sau khi quá trình compressor kết thúc nó sẽ tiếp tục compressor trong vòng bao nhiêu giây nữa thì nó mới hết quá trình compressor bên phải là mix tức là phần trộn giữa âm thanh thực và âm thanh compressor nếu mình để mix thành 0% tức là nó chỉ có phần âm thanh thực mà thôi nếu mình để mix ở 100% nó chỉ có phần âm thanh compressor và đây chính là cái ratio dưới này là cái ratio tức là thể hiện cái mức độ nén của nó nó chỉ có hai mức độ thứ nhất là lâu và hai hai thì nó gần giống như kiểu limiter nó gần giống như limiter vậy và auto ở đây chính là auto relay tức là khi bạn chơi đoạn nhạc hoặc khi bạn master một đoạn hát mà trong cái đoạn đó cái phần tiết tấu nó không được ổn định theo kiểu relate được mà bạn phải dùng một cái auto auto relate để nó tính toán cho hợp lý hơn. Ở trong phần Converter này ở phần đây bạn thể nhìn thấy chữ side chain tức là nó sẽ xác định cái vùng tác động Converter vào cho bạn. Thay vì việc mình sử dụng một cái tín hiệu âm thanh khác như ở đây là sử dụng cái side chain để nén tín hiệu xuống để tạo hiệu ứng side chain cho một đoạn nhạc thì ở đây cái phần side chain này nó giống như kiểu là mình sẽ giữ lại cái phần âm thanh ở một đoạn nào đó mình sẽ không tác động nên nó hay còn gọi là xác định cái vùng compressor để khiến cho phần âm thanh đấy nó bị compressor mạnh hơn cái này nó giống như kiểu phần uh, DZ, các bạn hiểu không nó là khi là mình xác định một cái giải tần số ví dụ giải tần số ví dụ ở đây nó sẽ có là filter tệp tức là bộ lọc theo kiểu low pass filter và high pass filter hoặc là pan pass filter Band pass filter thì nó gần giống như kiểu mình sẽ chọn một cái vùng cụ thể còn low pass và high pass nó sẽ chọn một cái vùng ở phần low phần high để mình cho là phù hợp và tương tự với nó là cái phần chọn về tần số khoảng di chuyển của low pass và high pass cũng như band pass fashion Tức là cái mức độ tác động của nó là bao nhiêu decibel Và khi mình ấn vào monitor nó sẽ hiện cái phần mà âm thanh tác động Cái vùng tác động của nó như thế nào để mình có thể là dự đoán được cái vùng à, Để mình compressor nó kỹ càng hơn Và mình sẽ bỏ cái phần sai uh, sidechain ở trước Và bây giờ mình sẽ có một đoạn nhạc như thế này Mình sẽ bypass cái tube này đi I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you So go ahead and drive me bây giờ mình sẽ bật kết thúc compressor lên. tuy nhiên bạn có thể nhìn thấy là phần vu master đây nó không chuyển động. vậy thì Việc như việc sử dụng một cái compressor bình thường các bạn đầu tiên các bạn phải làm gì các bạn phải xem cái phần âm thanh nhỏ nhất của nó là như thế nào sau đó thì bạn sẽ tiến hành là tăng input của nó lên hoặc giảm output đến khoảng mình cần thường thường là đối với giọng hát ấy phần output của nó khoảng tầm 6 đến 12 db bạn cứ có thể giảm cho mình xuống khoảng tầm 6 db thế này cũng là ok rồi nhá cũng là ok hoặc bạn có thể để không db thoải mái luôn nhưng mà khi bạn càng giảm db bao nhiêu thì âm thanh nó càng bị overload bấy nhiêu hoặc là bạn tăng cái input mạnh bao nhiêu thì âm thanh nó càng bị overload tức là bị lossless ở âm thanh, âm thanh nó bị ồn đó. Và bây giờ mình sẽ tăng lên. Mình tăng for input lên. Bạn thấy cái mấy cái đó cái mức độ tác động của nó như thế nào. Nothing I, nothing I, I bây you. giờ mình sẽ tăng stuck phần mic you. lên để stuck bạn you. nghe thấy phần compressor rõ ràng hơn. So go ahead.

Tuy nhiên nó bị over, nó bị mình vỡ tiếng đúng. các bạn thấy không? Nó bị driver tiếng đó Chính vì nó bị driver này nên Các bạn chọn cái thông số driver nó bị nhẹ nhàng thôi Nó đỡ bị vỡ Đó, nó bị trẻ đúng không? Giảm xuống này Nghe rất tự nhiên, nhưng mà bị bì tiếng Chính vì thế mà mình, mình sẽ sử dụng đúng. cái driver này Giống như kiểu là mình I'm sẽ cường độ hóa phần âm thanh nó lên Nhưng mà khi cường độ hóa, khi center phần âm thanh nó lên Nó sẽ bị vỡ Chính vì thế mình phải Căn trồ lại cái đoạn đó bằng cách là mình tăng character lên Giả dạ, dụ như là mình muốn nó nén sâu hơn Với những cái nhạc cụ như kiểu chống chiếc Thì thường họ sẽ dùng radio rất là to Với những đoạn chống chiếc thì họ hay sử dụng cái radio rất là cao Các bạn thấy không? Radio càng cao thì nó nén càng mạnh You and me, and there's nothing... chính vì thế mà hay sử dụng compressor cho các nhạc cụ cho giọng hát nó vừa việc com nó vừa tăng cái cường độ của nó lên vừa cái saturation của nó lên khiến cho phần âm thanh của mình nghe nó rõ ràng và nó đều đặn và nó vẫn còn khỏe tức là vẫn giữ được cái đặc trưng của giọng hát bình thường khi chúng ta compressor nó sẽ bị nén xuống và khiến giọng hát nó bì hơn chính vì thế là tube compressor nó sẽ làm tảm... cho phần âm thanh nó mạnh hơn tuy nhiên khi làm phần âm thanh mạnh hơn thế người ta hay bị mắc một cái lỗi gọi là như các bạn nghe thấy nó thì nó bị chóe lên và chóe đấy thì thường thường các bạn sẽ sử dụng một cái công cụ là dizier để các bạn xử phần chóe đấy đi cũng là ok hoặc là bạn sử dụng eq để xử lý phần chóe lên lên nhưng ở trong túc compressor người ta sẽ sinh ra một cái để sai trên tất nhiên là sai trên này các bạn phải hiểu dùng nó thì mới được và cái sai trên nó như thế nào sẽ sai trên tức là nó sẽ xác định cái vị trí để tiến hành compressor và giả dụ như là mình muốn là cái compressor ở cái khoảng nào đúng không ạ? Nó tác động lên khoảng nào thì bạn sẽ chọn cái frequency ở vùng đấy với cái mức tượng tương tác ở đấy. Giả dụ như là bây giờ mình muốn là cái compressor nó chỉ ở phần đuôi này thôi. Chính vì thế mình sẽ chọn phần low pass filter. Low pass filter này nó giống như kiểu mình sử dụng lâu trong frequency này thôi. Tức là nó giống như kiểu là mình đang nó giống như kiểu mình đang cắt hai và khi mình di chuyển cái frequency này cũng như là mình đang phi quyển frequency này. Đó. Thì nó chỉ lọc trong cái phần mà mình đang di chuyển này thôi tức là nó chỉ nén trong cái phần di chuyển thôi còn phần ngoài này nó giữ nguyên lại cái thông số ban đầu nếu mình để sang hai pass filter nó cũng giống như kiểu mình đang cắt ở đây với cái vị trí frequency này đó nó di chuyển như thế này và ở đây vùng này là vùng compressor và vùng này nó sẽ không sử dụng compressor nữa còn cái quy này khi bạn tăng giảm cái quy này nó cũng tương đương như là căng giảm phần quy ở đây và bây giờ mình sẽ để chế độ ở uh, lâu pass tức là nó sẽ nén phần lâu và bỏ phần hai vậy thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe âm thanh ban đầu của nó bạn nhìn đây insane, baby, khi mình bật lên khi mình tăng lên này bạn hãy nghe thấy rằng phần low pass nó nén rất là nhiều Giả dụ đối với đoạn này mình thấy phần 2 của nó có vấn đề Tức là phần 2 của nó sẽ uh, có âm thanh nó không được đều, đều lắm Và mình thấy phần lâu của nó âm thanh đều Thì mình có thể là chọn phần 2 Để mình chỉ confessor ở phần 2 thôi Đúng ạ, nén phần 2 này nén phần 2 này Giả dụ như mình chỉ muốn ở phần giữa này thôi Nó nén Còn các phần xung quanh nó không nén Thì mình có thể là chọn pan pad Thì có phải là phần lâu và phần hai của nó Giữ âm thanh bình thường Còn ở giữa nó sẽ nén okay. Tăng cường độ nó lên, to... <laughs> lên. <mustard with> <laughs> Và cái mục monitor này có tác dụng gì để các bạn có thể nghe được cái phần nén mà các bạn đang nén là ở khoảng nào? Giả dụ bây giờ mình sẽ low pass đúng không ạ? Mình monitor. Đó, khi bạn di chuyển frequency bạn sẽ nghe được cái phần mà bạn muốn nén nó là đoạn nào. Khi mình kéo xuống này. Đó. Giả dụ như là low pass đúng không ạ mà mình kéo đến tận uh, low này. Thì có phải là phần lén của mình nó không còn và nó sẽ giữ nguyên toàn âm thanh thực không? Nhưng mà khi mình tăng lên Mình có thể nghe được phần lâu Đó Giả dạ dụ như là mình muốn lén phần 2 Mình sẽ pick vào phần 2 part Và đó chính là cái Tube compressor Một dạng compressor giả lập với compressor thực tế Với các thuật toán của một compressor ngoài thực tế Chúc các bạn làm nhạc vui vẻ Nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem những clip hay nhé. Xin cảm ơn các bạn